À, chợ này chợ của Thái Lan chứ. Nè, Bangkok, Bangkok Thái Lan. Cái chợ giờ đâu nhìn thấy nản. Bự hơn cái nhà tí chút. Giờ vô. Vô coi có gì đây mà cứ đòi đi xuống đây. Thèm sầu riêng á các bạn. Mà mỗi lần mà muốn mua ăn mà phải đi vậy đó, thấy ghê không? Quái thiệt. Đây là khóm nè. À, khóm đu đủ chanh 1 đồng 99 một trái, chạy như 2 đô một trái. Này chanh nè, đu đủ xanh. Wow, chỗ này có mít. Một đồng 59 một phao. Đây có rau muống, cà pháo. Không, cái chợ châu Á thường mấy đồ giống giống nhau các bạn. Đậu đũa. Đậu đũa phải không? Ừ. Mua rau muống không? Mua bó rau muống không? Muốn gấp bóp gỏi bò không? $4 một bó này nè các bạn. Ồ, oh, người Việt Nam hả chú? Có hai chú này. Sao nghe? À. Quỷ sứ à, quỷ sứ. Ghét cái sợ. Trời, rau nhút nè các bạn. Trời, lần đầu tiên tôi thấy rau nhút ở Mỹ luôn á, thiệt luôn á. Wow. Có mấy cộng à. Nó nặng 0,40 là và chưa được nửa phao. Có, tức là có hẳn chừng 200 gram, 4 đồng 40 sen, 100 ngàn. Đúng rồi, lá lốp á, lá lốp, lá lốp này, lá lốp ba mấy lá. Rau nhút nè, có mua rau nhút không? Rau nhút như muôn chị 10 dĩ ăn không đủ. Sầu riêng đông lạnh vậy. Ừ, nhưng mà cái loại này chưa ăn qua nè. Của Mã Lai luôn hay gì? Không biết, nhìn thấy ngon nè mập. Để coi coi có Mã Lai không? Mã Lai thì nó y chang à. Thái Lan. Thái Lan là không phải. Ăn qua thử, hộp này nhiêu? Trời ơi. $15. Mắc má 15 đô đúng không? Ừ. Nó ăn sầu riêng phải đông lạnh vậy nè các bạn. Ê, cái đó nhìn thấy ngon kìa, được coi nha. Mấy cái củ này nhìn thấy ngon kìa. 13 đồng rồi tiếp. Nó thèm giờ mua này ăn đỡ đi. Mua 2 bịch đi. Là 30, 30 đô đó, 2 hộp chút xíu. Cái này có mình mày ăn chắc. Hai cái nào ngon? Ờ, mà kiếm cái nào nó vàng á. Cái muối nó vàng á là nó ngon. Cái này cũng 15 đồng thôi. Các bạn thấy ở Mỹ ăn sầu riêng phải đông lạnh vậy nè. Mà mắc, mà mua còn không ngon nữa. Mà không có thơm nha, tại vì nó đông lạnh là nó bớt đi cái mùi thơm rồi các bạn. Hai cái 30 thôi, thôi mua mình. Thôi có trái, trái không có rồi nha. Thêm một lần nữa thất bại, trời, đây không có sầu riêng tươi. Muốn là muốn mua sầu riêng tươi. Ờ, muốn bịch ăn đỡ thèm đi bà. Xoài. Nhìn theo ngoài chắc chết á. Bây giờ bơm tới ngày mai luôn. Mua cái ống bự không chịu. Quên vụ đó. Ở khô gà nó mà rảnh ghê.
trứng gà nướng của bé Thanh nè các bạn. Công nhận chưa thấy cái trứng nào nó xấu giống như trứng này luôn ta. Thôi chê nó mốt nó không nó làm cho mình ăn giờ kệ. Cảm ơn nha Thanh. Ở Việt Nam thì cũng có món này dây tự làm ăn. Vô. Đây là những món vỉa hè, gợi nhớ vỉa hè ở Việt Nam. Rồi cái măng tây nó bự dễ sợ. Bữa mình thấy măng tây nó bự vậy cái mình mua các bạn. Thử trứng của Thanh nè. Nè, muỗng nè. Thôi nó lạc lắm. Lạc gì ta ăn thấy ngọt ngay vậy. Theo công thức của các bạn chỉ đó. Chấm muối nữa. Trứng gà nướng các bạn. Xin mời mọi người cùng dùng chung với bầu trà Kali nha. Ao. Bữa nay là một cái ngày thất bại tiếp. Đi mua sầu riêng mà không có. Chạy cả 100 cây số các bạn, đi về luôn á, 100 cây á. Giờ không đi đâu kiếm nữa chứ, tự động có thôi. Đi thấy mua, không đi kiếm nữa. Kiếm hoài không giờ có. Tao nghĩ chợ chín chín từ từ cũng có mẹ ơi, từ mày gấp quá. Có Đông Đá. Không mà chợ chín có tôi cũng mua nữa. Tôi á? Ừ, không mua. Thà mua chợ kia kìa. Sao thấy nó, không biết, thấy sầu riêng mua sợ bị hư. Kim Long, trời, Kim Long là bao. Thêm miếng tô chanh vô mới thấy ngon. Ê, Thanh. Tao ăn này tao thấy ăn y chang hộp gà luộc chứ có khác gì đâu Thanh. Nó hơi có cái vị chút xíu thôi chứ. Mình làm. Xíu tiêu, phải nhập thêm tiêu nữa, với lại thêm nước mắm nữa. Làm chi cho cực chứ biết. Thì giờ, bây giờ mày luộc trứng hộp gà xong mày lấy tiêu, nước mắm, đường cái mày trộn lên lấy trứng một gà mày chấm rồi ăn giống như chang vậy luôn. Thôi ví dụ người ta nướng nó có cái mùi thơm không ơi. Cái này nướng bị lửa bị lớn quá. Cái măng này ngon. Chỉnh lại 220. Măng nó bự dễ thở các bạn, măng tây á. Bự ăn mới đã. Mà nóng xèo à. Nóng xèo không? Cái này mà nếu mà hộp vịt lộn mình làm được không ta? Không. Sao lấy cái con ra được? Đâu lấy ra được không? Cái này thấy ăn vịt lộn ngon hơn. Một vịt lộn sao lấy cái con ra? Tại này phải lấy ra xong mình bơm vô lại không Thanh? Bơm vô lại. Trời, xiên vậy sao? Xiên vậy sao? 2 tiếng đồng hồ. Đây là gia đình ẩm thực. Trời, tiêu nè. Giờ điều tra có gì chồng. Cái món này mới thịnh hành đây phong Thanh chứ xưa làm gì có món này. Lâu rồi, cũng được lâu rồi. Mỗi năm thôi á. Dữ vậy bà. Đợi thời tiết qua là. Ở Việt Nam là mấy cái xe mà xe đẩy á bán mấy cái này nè. Bắp xào đi. Bắp xào nè. Bắp nướng nè. Khác hả? Vịt lộn nướng nè. Nó khác. Là mỗi tối mấy ngày mấy cái công viên á là họ đẩy mấy cái xe này họ bán. Nhưng trứng thì quên à, chắc 10 ngàn á. Ghê rồi. Ừ. Mắc nè. 5 ngàn hả? Ai nhớ đâu. Kêu anh Đạt cho ăn thử miếng này. Ông đang làm gì ngoài. Ông ăn rồi, mới ăn. Cơm ăn xôi, ăn tái lã luôn nè. Mẹ đóng cửa lại nữa. Sao hả? Có gió. Ừ. Đóng cửa lại. Mẹ ăn miếng mẹ, thử trứng nè. Nè con lột con nè. Thôi. Bò này còn viên nè, nó ăn dữ. Dẫn xuống cho nó ăn cơm. Cũng hay. Cậu ở bên Việt Nam chụp hình cho mình coi các bạn. Mấy cái quán nhậu á. Trời ơi, nó đông.
Sau ngày dịch giống như là mày biết sao không, bạn bè lâu ngày không gặp á, giống như nửa tháng không gặp nhớ. Đấy, hẹn lên, hẹn hò ra một cái quán vừa được lệnh mở cửa trong. Đã ha. Nó đâu còn hơn chưa dịch. Giờ nếu mà được về Việt Nam mày làm gì tiếp? Sửa sắc đẹp. Ngoài sửa sắc đẹp ra làm gì nữa? Ăn. Đi làm da. Ăn đâu? Ăn với ai? Đi đâu? Đi du lịch. Du lịch đâu? Đi mấy cái tour á. Như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang nào. Mà mình đi dạng tour nha. Hiểu rồi, tại đi trong nước hay đi quốc tế? Thôi trong nước đi. Trong nước. Quốc tế mình đi đây cũng được vậy. Giờ nếu mà được về Nam là sẽ lại về là đi vậy đúng không? Sửa ha, sửa sắc đẹp. Không, nó giỡn thôi, sửa chi. Người ta xấu tự nhiên được rồi, sửa chi. Chủ yếu giờ bạn đi vòng vòng chơi á, ăn uống á, ăn ốc á. Em ăn ốc á. Rồi ốc là không có thiếu bên Việt Nam mà các bạn. Khó nhất ăn ốc. Quán là bao la. Ốc mỡ nè. Ốc len xào dừa nè. Trời ơi, xào lông. Mấy chục ngàn gì á. Xào lông của nó ngọt vậy nè. Trời đã. Nướng mỡ hành đó. Chả nước miếng. Mà chén nước mắm nó kẹo kẹo nữa nha. Trời ơi. Còn nó mập lắm. Ăn đã. Ốc bu nữa nè. Ốc bu cũng sống luôn. Phải nhất ốc mỡ. Nó tóm lại là chỉ về ăn thôi chị. Ở đây ăn à. Ở đây ăn chưa đã hả? Ở đây là ăn thịt không à? Ăn thịt không á. Ốc có một vài loại rồi thấy không? Một vài loại tươi rồi. Còn mấy loại kia đa số đông lạnh. Đông lạnh. Với nó không có phong phú như bên Việt Nam. Ốc bên đây nó không có phong phú các bạn. Không đây phải là nghêu là tươi thôi ha. Nghêu nói chung cũng có tươi nhiều. Tươi. Mà ốc không có hiếm. Ốc hiếm lắm. Họ không hiểu sao Mỹ lại không bán những cái loại ốc đó. Không hiểu, hoặc là những cái vùng biển bên đây nó lạnh á thì những cái con ốc bên đây nó khác như bên Việt Nam. Trời, bên Cali ốc mỡ bự, bữa tao chụp qua nhà nha. Ngon ha. Trời ơi, sống luôn hả? Sống luôn. Sống luôn. À không có. Ngâm xả ớt xong là luộc nó lên mà nó hơi dai nha, tự nó bự quá. Mình mua ship qua được không ta? Chắc được. Ai biết. Ê, bỏ ngón kệ mập ăn đi mập. Còn ngán quá. Bây giờ mình thấy thịt nó ngán thiệt luôn các bạn. Miếng cơm nước tương đây. Miếng cơm măng ngon. Rồi để ta ăn măng. Ăn măng để trừ cơm và giảm cân luôn. Đây bữa mày có coi cái tin bên Cali không? Thấy đi thi đi ra biểu tình ngoài biển á. Nói là con virus này không có thiệt. Đâm ra đi là không ai đeo khẩu trang hết để coi có bị lây nhiễm không. Nếu mà lây là lại lây hết rồi. Tôi coi nghe mấy người nó nói vài câu tôi lắc là tôi đâu có hết chứ. Con mới công bực thêm á. Không mà thiệt mập có nhiều người ta không có tin cái này là có thiệt. Tại người ta nghĩ giống như một bệnh cảm cúm thôi. Không có tin. Mình thì chứng kiến rồi nên mình mới tin đúng không? Không có thiệt sao nhàn em tiếc nằm bệnh viện tới ra chưa ra nữa, chưa tỉnh nữa kìa. Bởi vậy, một thanh niên khỏe mạnh. Mới cách đó mấy ngày hả? Khỏe mạnh đi qua, còn lấy qua lấy cà đi dê về ăn. Tự nhiên đụng cái vô bệnh viện nằm tới giờ luôn, gần 6 tuần. Chưa thấy động tỉnh nào. Cái clip mà nấu lẩu dê ở nhà các bạn, là cái clip đó là cái ngày đó. Là ở nhà Tuyết nó xào thêm một cái dê xào lăng. Và tặng cho Nhàn. Rồi Tuyết nó Nhàn nó cũng thích ăn thịt dê nữa. Thích ăn thịt dê nữa. Xong mới kêu Nhàn qua lấy. Và cái ngày đó luôn á các bạn, là chính anh Đạt đưa tận tay cho Nhàn luôn mà. Lúc Nhàn ngồi dưới xe ở dưới á. Là một tuần sau là một tuần sau, không, nửa tháng sau. Không, hai... một tuần hả? Đúng, một tuần sau đó là nhận được cái tin nhắn của Nhàn là đang nằm trong bệnh viện. Mình mới hết hồn luôn. Đúng bạn luôn. Nếu con virus nó không có thiệt thì sao mà từ một cái người hả khỏe mạnh bình thường tự nhiên đùng một cái một trong vòng nhấp nháy luôn mà xúc xuống hả coi như là thập tử nhất sinh. Giờ hiện tại bây giờ vẫn còn đang hôn mê, vẫn chưa tỉnh luôn, ghê không? Bây giờ ai cũng biết Nhàn rồi, kêu vô cái clip của ông đó, clip tân gia đó là vô là thấy liền gì, thấy rõ luôn á.
là muốn biết bự khỏe mạnh chụp, trời tôi coi lại kỹ là ông ấy đứng quay phim này một buổi giờ luôn mà, thấy rõ luôn á, rõ luôn, bự hơn tao luôn. Bạn thấy cái tướng mình bự hơn mình, khỏe mạnh nha. Cái buổi biểu tình đó đó, tao biểu tình về cái lý do gì mày biết không? Sao tôi không có coi hết, tôi coi xíu không hiểu. Là họ muốn được tự do, là họ muốn được mở cửa gì. Mỹ là xứ tự do mà đúng không? Có phải không? Có phải Mỹ là tự do không? À, hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Là người ta không có tin cái đó, đâm ra người ta muốn tự do để đi làm. Đúng vậy, không có được kìm cặp kẹp người ta, thậm chí giam người ta ở trong nhà, giống như là bây giờ giống như dạng lockdown là cấm tụ tập, cấm này cấm kia, có nghĩa là cái dạng đó là mày hiểu ý không? Có nghĩa là Mỹ là xứ tự do, không có được giam cầm người ta như vậy, đâm ra người ta phản đối về cái chuyện đó, mà họ muốn á là Mỹ là một nơi tự do, xứ sở của tự do, và họ muốn mở cửa hết để họ đi làm lại, đó là vậy, ý là vậy đó. Nhưng mà cũng một phần là họ cũng nghĩ là nó con virus đó nó cũng không đến nỗi gọi là nghiêm trọng, hiểu không? Họ mới ra đông đúc như vậy mà không đeo khẩu trang ở ngoài biển. Ngoài biển hả? Ngoài biển Huntington Beach á, gần nhà tao trước rồi bên đó, ở sát biểu tình ngay biển luôn hả? Sốc vậy? Đi ra biển ngay ngày thứ bảy, ngày cuối tuần á. Ở đây người ta kỹ, người ta sợ cũng chết. Nói chung là tin hay không tin thì bây giờ cái chuyện đó là mình không có kiểm soát được. Nhưng mà một phần ở trong gia đình mình đã sẽ có một người người thân là đang bị dính con virus rồi. Đó, cái đó là sự thật. Cái thứ hai là nếu mà không có con virus này mà là thì cả thế giới, các bạn biết cả thế giới, nước Ý, nước gì này quá trời người chết. Không lẽ nguyên cả thế giới đều bịa đặt, đều bịa chuyện giống nhau, đúng không? Bao nhiêu nước, bao nhiêu nước kìa, chẳng lẽ giống nhau không? Lẽ giống nhau, không lẽ bịa đặt giống nhau sao? Không lẽ cái chuyện đó là chuyện vô lý, cái đó là cái sự thật. Và cái vấn đề thứ ba là chính phủ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để hỗ trợ cho những người dân đang bị thất nghiệp. Tự nhiên cái bịa chuyện ra con virus là sự giả dối để mà bung tiền, quăng tiền ra một cách vô lý như vậy, để cho người dân thất nghiệp ở nhà, rồi kinh tế, nền kinh tế đi xuống đủ thứ hết, không lẽ ai mà đi làm những chuyện đó. Cho nên đó, theo mình á là cái sự biểu tình hôm đó mình thấy nó hơi kỳ. Thấy hơi kỳ, đúng là Mỹ là một nơi tự do. Tuy nhiên khi mà xảy ra những sự cố này, sự cố nó sự thật chứ không phải là chuyện giả dối. Còn cái số liệu phân tích á, cái số liệu phân tích tức là bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người á, thì cái chuyện đó là mình không biết. Mình không có đoán được mà không có biết được chính xác. Từ mỗi quốc gia là mỗi nơi có quyền để mà đưa ra một số liệu khác nhau. Giống như Trung Quốc, bên Vũ Hán á, họ giấu đi những cái thông tin, giấu đi, họ bị nhiều nhưng mà họ ngưng lại, họ giấu đi. Thì có nơi bị ít thì nói nhiều, có nơi bị nhiều thì nói ít, cũng không biết được, đúng không? Cái sự thật đó là như thế nào thì không biết được, nhưng cái con virus corona này là sự thật. Nó là sự thật. Nó là có thiệt. Nó là có thiệt, tại vì nó trong gia đình mình đã có một người đang bị dính. Rõ ràng. Ví dụ như giờ nhà cũng vô bệnh viện, tự nhiên đụng vô bệnh viện nằm. Đó. Vì tại sao bác sĩ không chẩn đoán nó bị bệnh khác mà phải chẩn đoán nó bị virus. Rồi bị corona. Ừ. Không? Thiếu gì bệnh tại sao phải nhấn mạnh vô cái bệnh đó? Ngộ đời, chẳng lẽ bác sĩ nó láo. Mà các bạn biết một cái điều hay ở chỗ là nhàn bị vậy á là vẫn được trả tiền lương. Ừ, đúng rồi. Wow, một cái điều rất là lợi hại ngay tại Mỹ này. Bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiếng một ngày? Là từ trước khi bị bệnh như thế nào là tiền lương y chang vậy. Đều vậy, không có. Tiền lương không mẻ một đồng nào. Và nằm bệnh viện được bảo hiểm y tế lo hết luôn. Lo hết luôn, từ hả cái này cái kia lo hết. Các bạn thấy ghê thiệt. Tại làm trong bệnh viện mà. Làm trong bệnh viện mà, nhàn làm trong bệnh viện mà. Vẫn có lương và được bảo hiểm này kia lo hết. Thậm chí là nếu bây giờ mà chữa trị những cái bệnh mà nặng hơn nữa liên quan tới tim, các bạn liên quan tới tim á, là nó tốn khoảng như gọi tiền triệu á. Các bạn nếu mà bệnh nặng là gọi tiền triệu á nha. Ghê không? Nhưng mà họ vẫn chữa.
Có nghĩa là chữa đến khi nào mà không chữa được thì thôi, chứ không phải là số tiền nó lớn quá không chữa, hoặc là nhiều tiền quá rồi người này không biết có trả được hay không, không chữa, không hay không có chuyện đó. Chữa đến khi nào không chữa được thì thôi. Và tất cả những chi phí đó bảo hiểm lo hết. Tự nhàn làm trong bệnh viện. Được ghê, vừa có lương mà vừa. Nhưng mà không, các bạn thấy khi xảy ra cái sự cố mà thập tử nhất sinh thì đâu có ai muốn đâu. Có ai mà muốn vô vô trong đó nằm để mà được lương không? Đúng không? Cái chuyện đó chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà đó ý mình nói là cái đó là những cái điều mà họ họ có thể họ hỗ trợ được cho người, mọi người khi mà xảy ra những sự cố ngoài ý muốn mà do cái công việc mình đang làm, do cái công việc mình làm mà bị ảnh hưởng. Bây giờ tới hiện tại bây giờ luôn, Nhàn vẫn chưa tỉnh, ghê thiệt đó. Còn rất là nhiều những cái chi tiết khác thì ở bên kênh của Bầu Trời Boston, các bạn có thể qua bên kênh của Tuyết để mà xem cập nhật tình hình nhiều hơn. Còn mình thì mình biết nhiều nhưng mà mình không có chia sẻ trong cái kênh này, thì mình chỉ nói chung chung cho các bạn có thể hiểu. Có nhiều người cũng hỏi là Nhàn khỏe chưa trong cái kênh của mình, thì mình cũng nhắn luôn là mình nói là cũng chưa có tỉnh, thì hiện tại bây giờ là vẫn chưa tỉnh luôn các bạn. Ghê không, hôn mê mê man mà tới giờ luôn. Tại vì á, tin tức của Nhàn á, hầu như á, bản thân tôi còn không biết, ngày nào tôi cũng hỏi ông Đạt chứ. Tại vì vợ của Nhàn là cái người trực tiếp nhắn cho anh Đạt, là coi như là có chuyện gì như là nhắn qua cái điện thoại anh Đạt. Mà ông Đạt á, là cái phone của ổng là không bao giờ ổng để trong người hết trơn á. Có khi hả chuyện khẩn cấp nhắn có bằng mấy tiếng sau, có khi nửa ngày sau ổng mới biết luôn đó. Đâm ra hả nhiều khi á, là ngày nào thì cũng hỏi là có tin tức gì của Nhàn chưa, thì ổng mới kiểm tra điện thoại thấy không thấy tin, thì ổng nói không có gì hết đó. Hầu như không thấy tin là mừng đó các bạn, thiệt. Nếu mà thấy cái gì đó mới là mình lo, mới là sợ. Thực ra không thấy gì hết, không nghe gì hết là mừng đó. Để họ hỏi ổng coi có tin gì mới không. Hỏi mẹ con có nồi cơm không, làm gì đây vậy, lấy nồi cơm mà xong đi đâu vậy. Thực ra các bạn biết con virus này là thực ra nó có thật, mà mình thấy bữa trong cái clip biểu tình ở ngoài bên Cali mình coi mình cũng thấy nó làm sao sao á. Thì mình không có nói là mọi người, những người đó có những suy nghĩ khác nhau, thì mình có suy nghĩ khác, họ có suy nghĩ khác, mình không có nói là tại họ này kia, mình không có nói chuyện đó. Nhưng mà mình nói theo cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ của riêng mình là mình thấy cái điều đó nó không có đúng đó, vậy thôi. Chứ mình không có đả kích ai, không có nói chuyện với, không nói người nào. Các bạn thấy rõ ràng mình không có nói tên người nào đó. Thì mình thấy là điều đó không có đúng. Thì ta không, có thể những người đó người ta chưa có chứng kiến tận mắt. Có thể người ta thấy tin là bữa nay bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bệnh đó, nhưng mà người ta không có thấy tận mắt thôi. Còn không, khi mà bệnh thì ta cứ nghĩ là cảm cúm thôi, nhưng mà thật sự đâu phải vậy. Cúm gì mà chết, gì cúm gì mà chết, dữ vậy? Chết cả thế giới lần, chứ phải chết riêng cái nước Mỹ không đâu các bạn. Trời ơi, nước Ý, nước gì các bạn coi đi, vô coi, rõ ràng mọi người ai cũng biết hết á, trên báo đài rõ ràng ai cũng biết hết. Nhưng mà nếu như mà cúm thì tại sao người ta không, tất cả quốc gia trên toàn cái thế giới này mà không công nhận nó là cúm mà lại nói là con virus, vậy thôi. Cúm mà bấm cửa 2 tháng trời chưa cho bắt cửa. Cúm mà cách ly, rồi tùm lum hết, cúm mà tới giờ vẫn chưa đi làm được. Có cái từ xưa giờ có cái bệnh cúm nào mà nó như vậy đâu. Còn bây giờ tôi ăn 3 trứng rồi mà. Tao chắc cũng cỡ đó. Mà nó hơi ngọt hả Thanh? Bớt đường lại đi, mày làm nữa phải không? Làm nữa ai ăn vậy? Rồi ai ăn làm nữa, mày rảnh. Ờ đúng rồi, anh ăn. Rồi. Nãy giờ ăn được 2 trứng rồi, còn 4 trứng đó. Rồi mày làm mấy trứng nữa? 5 trứng rồi. Ngon nè, thêm nước mắm. Làm theo công thức. Cắt khúc này nha, làm theo công thức nhỏ lại. Thôi bye khán giả. Mình không có gì hết, chỉ mong mọi người suy nghĩ sáng suốt hơn chút xíu. Thật sự suy nghĩ nó rộng hơn chút xíu. Bây giờ nếu mà thất nghiệp ăn nó không ở nhà thì rõ ràng là toàn nước Mỹ, thậm chí tiếng nè, các bạn thấy không,
Tiến Thanh mẹ nè cũng ăn ở không nhà. Ăn ở không là có thiệt đó chứ đó, không phải là mẹ mình nè, rất là muốn đi làm luôn. Sáng bây giờ đi bộ ra quán cà phê đi dội về rồi chạy đi bộ thêm cái máy chạy bộ dưới nữa, thì mẹ không làm việc là mẹ sẽ bị bệnh. Rõ ràng bà mới bị bệnh mới gì hết á, mới bệnh xong á, có nghĩa là không có ai muốn thất nghiệp hết á. Tất cả mọi người trên nước Mỹ này ai cũng muốn đi làm hết, thậm chí nguyên gia đình mình ai cũng muốn đi ra tiệm nail để mà làm có cuộc sống lại bình thường. Tuy nhiên á, khi mà xảy ra những sự cố này á, ngoài ý muốn rồi, bây giờ đâu có ai mà muốn rước cái bệnh vô người đâu. Bây giờ thì mọi người ở bên Cali cũng vậy hết á, ai cũng vậy hết. Cho nên là cái này là một cái tình hình chung. Cho nên là mọi người cố gắng, kệ, cố gắng tới đâu mình tính tới đó. Nhưng mà đừng có suy nghĩ cho nó chín chắn hơn xíu, chủ quan quá. Nhưng mà ví dụ như tụ tập, tập trung như hôm bữa đông như vậy, lỡ mình nói ví dụ lỡ mà có ai bị bệnh hay gì đó mà lây cho các bạn hoặc là tất cả mọi người, thì lúc đó mình không biết mình đổ thừa cho ai nữa. Đúng không? Mình không đổ thừa cho người nào được. Thì lúc đó mình nhiều khi mình hối hận nó cũng muộn màng. Tự trong gia đình mình có một người đã bị, đang bị. Đó là thật sự thập tử nhất sinh luôn, bây giờ cũng không, đang mê man. Bị nặng dữ ta. Mọi người có thể không tin, nhưng mà đây là cái kênh YouTube của Bầu Trời Cali. Thì nó xảy ra như thế nào thì mình chia sẻ như vậy à, chứ không có nói thêm, nói bớt hoặc là dựng chuyện hay cái gì hết. Thì mọi người nên cẩn thận hơn chút xíu về những cái đó. Và mình làm cái gì mình cũng phải cần phải suy nghĩ thêm chút xíu để mà mình giữ được cái tánh mạng cho mình. Cái tánh mạng mình quan trọng nhất chứ không phải là cái công việc. Bây giờ không có sức khỏe là không có công việc luôn. Bây giờ phải có sức khỏe mới có công việc được. Thì mọi người trên nước Mỹ này ai cũng như nhau hết, đâu phải làm riêng một cái Cali bị lockdown đâu. Chừng nào nguyên cái chỉ riêng Cali bị lockdown á thì mọi người cũng có thể là mọi người cầm lên được. Còn cái này là nguyên một cái nước Mỹ luôn. Gia đình mình cũng đang ăn ở không ở nhà đó. Cho nên là có gì đâu mà mình phải buồn phiền. Với lại một phần nữa là chính phủ cũng đang hỗ trợ cho tất cả người dân. Chứ đó là những điều mà Bầu Trời Cali gửi gắm trong cái clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Và sáng suốt. Bye. Ông nói thôi, em tự động một cái cuối. Chứ mày có nói rồi tao phải nói chứ sao.